từ đường lớn đi vô đây là khoảng chừng 50 mét. Đây cũng là một trong những bất động sản của The Ray. Thấy sao anh bạn? Ở đây thì diện tích tổng là 300 mét vuông, và cái nhà thì xây là 60 mét vuông thôi, để cho cái sân nó rộng rãi, chủ yếu là để trồng cây, để nuôi thú cưng rồi đó. Ngoài ra còn có tiếng chó sủa văng vẳng nữa, rất là êm tai, tiếng chó lo-fi. Bên đây là bờ tường nhà ta, dưới này hôm bữa trồng cây rất là nhiều nhưng mà bị hai con giặc cola với lại con vani nó cắn gần hết. Cái khoảng xung quanh của cái nhà là sẽ rất là thoải mái để mà mình trồng cây, để gần gũi với thiên nhiên. Nhà làm kiểu đơn sơ giản dị thôi. Còn đây là không gian ở trong nhà, tuy là nói đơn sơ giản dị thôi, làm theo kiểu đơn giản nhưng mà vẫn đầy đủ tiện nghi nha. Có phòng gym để mình thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Nhà vệ sinh ở đây là tại vì cũng lâu rồi không có ở nhiều cho nên là nó hơi bừa, cái này chỉ cần dọn lại khoảng nửa tiếng là ok. Đây là không gian bếp với lại không gian sinh hoạt luôn. Có ở chỗ này là nguyên một cái dàn kiến để mà nó đón ánh sáng tự nhiên vô, nhìn ra ngoài thấy khu vườn để nó thoải mái, nhìn nó gần gũi với thiên nhiên. Thì những cái căn này tụi tôi có cho thuê, có bán luôn, nếu mà mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ nha. Đây là cái phòng ngủ, nhưng mà phòng ngủ của nó quên lấy chìa khóa cho nên không vô được. Đó, cái tủ che rèm lai lịch để cho nhìn nó kiểu đơn giản vậy thôi. Cái này chỉ có một phòng ngủ thôi cho nên là tụi tôi chỉ có cho thuê nguyên căn, hoặc là ai có nhu cầu mua thì bán luôn. Bây giờ mình sẽ đi thăm chỗ tiếp theo. Chỗ tiếp theo. Đây là cơ sở tiếp theo của mình. Nhìn thấy cái nhà màu vàng vàng ở trong khúc cuối đó không? Đây là Joy House 2. Căn này thì có tổng cộng là 5 phòng, 1 phòng khách, 6 toilet. 3 tỷ. Hả? Bán 3 tỷ là tao với mày đi ra gầm cầu luôn. Căn này thì hiện tại đang hoạt động, và mọi người nếu mà muốn book homestay thì có thể lên, có cái kênh TikTok là Joy House Đà Lạt. Mọi người có thể vô đó để coi phòng. Ở bên đây thì làm theo kiểu nhà kiến nha, cho nên là mọi người thích thuê nguyên một cái căn 5 phòng cũng được, thuê lẻ cũng được. Còn ai mà muốn mua thì bán luôn. Chào cô. Không đi làm sao mà coi được ở trong đây của mình có cái gì. Tụi tôi thì yêu thích thiên nhiên lắm, thích ở ngoài nó rộng rộng vậy nè, thoáng. Bên đây buổi tối mở đèn lên thì ở ngoài nhìn vô rất là ẩm cúc, rất là đẹp. Đây, mở vào bên trong. Còn dưới này là cái không gian sảnh, có cái piano luôn. Ở tầng này thì có 3 phòng. Đây, khu vực để ngắm cảnh. Phòng này thì có khách ở. Đây là trên, cũng là một cái khu vực ngắm cảnh khác. Sao phát biểu cảm nghĩ ở chỗ này của mình sao? Thấy cũng được. Cũng được, cho ở đây không? Không. Không ở. Ok, vậy đi qua chỗ khác. Cho suy nghĩ lại á, có thích căn này không? Vẫn không thích căn này, tại vì sao? Leo lên leo xuống mệt quá. Trời ơi, cái căn này có 2 tầng leo lên leo xuống mệt. Chỉ còn cái căn chơi ba ở bên kia tới 4-5 tầng mày leo làm sao? Căn nào? Căn chơi ba ở chỗ mà mình ở đó. Trời ơi, chê cái căn này là leo lên leo xuống mệt. Trong khi cái căn này chỉ có 2 tầng à. Rồi qua cái căn kia 3-4 tầng. Rồi qua mấy cái tòa nhà mười mấy tầng của mình nữa, sao mày leo nổi? Sẽ chung lắp thang máy đi. Thì mười mấy tầng có thang máy mà, tao chọc mày thôi. Lẽ ra là còn dẫn đi coi thêm những cái bất động sản khác để bán nữa, nhưng mà hôm nay chắc là hết thời gian rồi. Với lại ông này nhìn cái mặt ông nè, đuối rồi, đâu có đi nổi nữa. Nên là xong ở đây là sẽ về Joy House 3 để mà cho mọi người coi. Ngoài bất động sản Đà Lạt ra thì tụi tôi còn có bất động sản ở Phan Rang nữa, nếu mà mọi người có quan tâm. Và đây là cơ sở thứ 3 tại Đà Lạt, Joy House 3. Let's go, chưa đi, hè bị xin đi thế. Đi theo chú cháu tôi để tham quan nhà Joy. Ở đây thì còn 2 tầng ở phía dưới nữa. Nhà thì rất là cao nha. Căn này thì tổng cộng là có 12 phòng ở, đang kinh doanh luôn. Đây là sảnh phòng khách, có bếp nấu nướng luôn, có tủ lạnh, đồ thoải mái, có quầy bar cho mọi người ngồi. Ở đây thì có tới 2 nhà vệ sinh luôn, để phục vụ cho nhu cầu số đông. Và ở đây còn có cả ca sĩ Du Yên nữa. Phía bên khu vực bên này là phòng dorm. Phòng dorm thì bây giờ là đang rất là đông người. Ừ, cái khúc này là cắt nè, mình lấy qua cái đoạn mà phòng dorm đẹp. Bên đây là khu vực của 2 KOL. Mọi người thấy là tụi tôi chừa một cái khoảng xung quanh để trồng cây, với lại để nuôi 2 KOL này nữa. Đây là KOL Vani, còn dưới kia là KOL Cola. Hai ông giặc này phá lắm. Hai ông này thì rất là hiền nhưng mà cũng rất là nhoi cho nên phải nhốt lại. Thức ăn mà nó thích nhất là bánh mì. Ai đi ngang qua đây mà có dịp thì mua cho nó một hai ổ bánh mì nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống tầng dưới rồi mình đi lên trên. Và diện tích phòng ở đây thì dao động từ 20 tới 3 mét vuông, thậm chí là có những phòng rộng hơn. Ở đây tụi tôi sử dụng cái loại cầu thang là cầu thang thép. Ở khu vực này luôn luôn là một cái khoảng kiến để mà đón ánh sáng tự nhiên, với lại để ngắm cảnh ban đêm. Phòng 102 có người, sao ngơ ngác vậy? Bắt cái đám tệ nạn này liền. Tại sao ở trong này bốn đứa gái mà lại có hai thằng con trai ở đây? Bắt hết, bắt đem về hết. Nguy hiểm quá.
ghé vô mấy phòng mà có khách ghê quá. Tao thấy cái view này như thế nào? Muốn ở đây luôn không? Muốn rồi. Vì học giỏi đi, lớn lên nó cho mày căn này. Sao vậy? Cho căn này không chịu luôn. Tại sao? Tại vì có mình à. Sao mẹ? Cho căn này không lấy. Chắc chưa? Mất cơ hội. Cơ hội nó chỉ đến một lần thôi. Sau này lớn lên mày sẽ biết cái cơ hội này là rất đáng quý nha. Hôm say muốn chỗ này em thấy cũng được. Tại vì có view nhầm ngắm cũng được. Bất động sản ai mà có nhu cầu, có hứng thú thì có thể liên hệ tôi. Hả? Mua đâu? Mua rút bên trái. Rút bên trái. Tao biết ngay luôn.